Theo thầy Nhật Tánh viện chủ tổ Đình Long Thiền thì chùa Khai Sơn tạo tự hồi thế kỷ thứ 19 trên cuộc đất do bà Trần Thị Xanh hiến cúng. Bà Xanh là con thứ sáu của một gia vọng tộc ở Gò Công. Bà được đời sau ca ngợi không chỉ ở việc giàu có mà vì bà là vợ thứ của Bình Tây Nguyên Soái Trương Công Định. Tháng 8 năm 1964, Trương Định hy sinh bà tìm cách lãnh sắc chồng về an táng lập mộ dựng bia khắc dòng chữ Đại Nam, lãnh anh, hà lãnh binh, khiêm mình Tây Đại Tướng Quân, Trương Không Húy định chi mộ, tổ chức tang lễ long trọng trước mắt kẻ thù. Bấy giờ mà làm được như vậy, bà quả là một phụ nữ bản lĩnh về sau, do đám tay sai chỉ trọt, thực dân pháp đục xóa chữ trên bia lỗ chỗ riêng bốn chữ trương không húy định bị bám mát không còn dấu vết mãi đến năm 1930 mới dựng lại bi mới. Theo lời tục truyền chính bà Dương Thị Hương, con gái riêng của bà Xanh tức nghĩa nữ của Trương Định, đứng ra làm việc này. Theo lời thuật lại của thầy Nhật Tánh, bà Dương Thị Hương, theo nếp nhà của mẹ, là một Phật tử thuần thành và lại là một đại thí chủ. Bà quy y với hòa thượng hải hội, tránh niệm, thường gọi là Hòa Thượng Long Hòa, bà Diệ được ban pháp danh Thanh Đăng và mặt khác. Do chùa Long Thiền có quan hệ thân thiết với gia đình nên bà xin lập mộ ở vườn chùa khi còn tại thế. Đó là nguyên do, ngôi mộ tòa lạc giải vị trí này. Những dòng chữ khắc trên mộ biểu, cột trụ trung tâm của ngôi mộ cho chúng ta biết chủ nhân của nó đúng là bà Dương Thị Hương, pháp danh Thanh Đăng, tự diệu quang, thọ 90 tuổi. Bà sinh năm 1844, giáp thìn niên, thất nguyệt, thập lục, nhật, kết thời xanh và mãn phần vào năm 1933, quý dậu niên, thập nguyệt, thập bát nhật, tí thời khứ. Các thông tin này cho chúng ta biết ngôi mộ, tháp là sản phẩm được tạo tác vào những năm đầu thế kỷ, trước năm 1933. Tất cả các nhân duyên đó có thể thấy trong bài minh chữ hán khắc trên tấm bia có công năng nhữ bình phòng đặt trên nền đàn của ngôi mộ tháp. Đúng như miêu tả một cách đại thể trong bài minh này, ngôi mộ tháp có hình bát sắc, phần tháp gồm năm bậc, bát lăng biểu lý, ngũ cấp nga nguy. Nói là vậy, song cũng cần lưu ý đôi điều về kiểu thức kiến trúc của ngôi mộ này. Tháp của nhà Phật có nhiều loại, song về cơ bản là một kiến trúc gồm lan can, nền đàn, thân tháp, bắt úp, bình đầu, lân cái, còn gọi là bàn cái, thừa lộ bàn hình giống như chiếc mâm tròn, nhiều lớp chồng lên nhau trên bình đầu ở giữa các cây trụ xuyên qua trên đầu có lọng và bình máu mỗi loại tháp có công năng khác nhau riêng về mộ tháp có quy định cho hạnh không xuất xa gọi là phàm phu hiền thiện thì xây đầu bằng và không được dùng lơn cái khác với tháp chứa chân thân hay khơi thân của chư tăng điều này giải thích hình dạng và kiểu thức đặc biệt của ngôi mộ tháp này Nói cách khác, kiểu dáng kiến trúc này là một thể kết hợp giữa mộ và tháp hầu tạo nên một chút cách viên dung những quy thức giữa tháp và mộ hình thức mà chúng tôi tạm gọi là mộ tháp. Phần mộ, một mặt vừa mô phỏng hình bát úp của tháp vừa còn bảo lưu mặt bằng vuông vuông của hình dáng gò mộ phổ biến. Đó là một gò cao được xây bằng các phiến đá gia quy, từ mặt đất lên đến nền đàn có đến 10 bậc cấp. Nền đàn được bao quanh bằng bao lơn bát giác kín bảy cạnh trừa một cạnh làm cổng kế đó là dãy bích tường, cũng bát xác và chính giữa là tháp bát giác năm bậc bình đầu và tại trung tâm bình đầu đặt mộ biểu. Đến là năm luân cái, thân trụ lục giác đầu cột theo thức phối trí, composite order và đỉnh cột là bút sen truyền thống trong cấu trúc trung tâm này, phần gọi là tháp cũng có thể coi như một đài bệ năm bậc của chủ mộ biểu hình gen. Tính chất lưỡng khả này đã hóa giải được sự câu thúc của các quy định về tháp mộ và như vậy là đạt được sự lưỡng toàn giữa lý và biểu tức tạo nên một hợp thể mộ tháp kiểu thức mà dân chúng địa phương gọi nôm na là mộ tán rủ về mặt điêu khắc công trình này lại là một tập thành khá đầy đủ các kỹ pháp tạo hình từ hình khối ba chiều như mộ biểu trụ sen giữa quả tử mãng cầu khế măng cột, phật thù đặt trên đỉnh trụ cháp ở các góc bát sát của vòng tường Bích đến các mảng phù điêu các bức văn tự chạm chìm đặc điểm dễ nhận ra ở đây là các đồ án chạm khắc đậm tính trang trí chú trọng đến tính năng đối trong việc bố cục các mảng trang trí của toàn thể cấu trúc cũng như trong từng cấu kiện riêng biệt, điều đó đã tạo nên thể dạng chân phương và bình trình của công trình. Mặt khác, việc bố trí xen kẽ các mảng phù điêu và bức văn tự lại tạo nên vẻ thoáng đãng và thanh thoát, không lậm vào sự cầu kỳ. Nếu đầu cột mộ biểu theo thức với trí chỉ ra ảnh hưởng của kiểu thức phương Tây hay các sĩ quả tử, gồm các loại trái cây thổ sản thì ngược lại các phù điêu lại tuân thủ các đề tài truyền thống xây lá hóa rồng, cổ đồ bát bửu, ống tiêu, bầu chói, phát trần, bảo bình, quạt và Đề tài cảnh vật cặp đôi, trúc tước, hoa, điều, tùng, hạc, tùng, lộc, liên, áp. Các phù điêu đề tài cảnh vật cặp đôi đa phần đều tuân thủ khuôn mẫu một cây, một con truyền thống, song cũng thấy một số bước phá cách bằng cách tích hợp các chi tiết phụ, khiến cho chúng nghiêng về tranh phong cảnh. Nói chung, theo quan niệm sống cái nhà, xa cái mồ, truyền thống xứ ta luôn coi trọng phần âm trạch ngang với dương cơ, mồ yên mà đẹp là mong muốn chung của mọi người và luôn được con cháu lưu tâm thực hiện khi điều kiện vật chất cho phép. Chính vì vậy trong lịch sử không ít các ngôi mộ, lăng mộ là những công trình kiến trúc, mỹ thuật, đặc biệt, đây là ngôi âm trạch của một phụ nữ xứng đáng là nghĩa nữ của phấn dũng tướng quân đình Tây Đại Nguyên soái nên ngoài giá trị nghệ thuật còn hàm chứa những ý nghĩa lịch sử đáng trân trọng.